Hôm nay là mình buổi thứ ba. Hai buổi hôm rồi thì cái buổi đầu tiên là chúng ta tìm hiểu tất cả những cái thông tin liên quan đến đến cái việc mà chúng ta tạo ra một ứng dụng web. Buổi thứ hai thì mình học các cái mô hình. Thì trong đó là mình tập trung về cái mô hình MVC. Buổi hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu về cái Service ở trong Java. Thế thì các bạn có thể báo cáo nhanh với thầy cái bài lát hôm rồi á, cái bài tập hôm rồi á, các bạn làm tới đâu rồi thì các bạn gọi vào chat giúp thầy nào. Hôm rồi thì thầy nhớ là một yêu cầu làm bằng ba cách, thì các bạn nếu các bạn làm hết ba cách á, thì các bạn ghi 3/3, còn lại thì các bạn ghi 1/3 hay 2/3 gì đó. Hai trên ba, 3/3. Những bạn 2/3 là mình không làm được 3/3 hay là không có thời gian. Ai làm 3/3 là tuyệt vời rồi nha. 3/3 tức là các bạn làm tới cái mô hình MVC luôn thì tuyệt vời rồi. Còn những bạn 2/3 lý do là mình không có thời gian hay là không biết cách làm. Rồi các bạn còn lại gõ vào nào. Vinh nhà có việc rồi. Những bạn có mặt ở trong lớp thì báo cáo tiến độ nha. Thầy thấy mới có khoảng mười mấy người à. Các bạn còn lại thì sao? Rồi những bạn mà làm hết 3/3 đấy, làm xong hết á, thì ai xung phong trình bày nào? Trình bày lấy điểm cộng. Ai chưa báo cáo thì báo cáo khẩn trương, báo cáo vào chat. Rồi bạn nào có muốn lấy điểm cộng á, thì xung phong trình bày. Em báo cáo được rồi. Thấy giơ tay đúng không? Dạ. Ừ, ok, share màn hình đi. Em muốn chia sẻ cái nút dân ra ngoài luôn. Ừ, sao kỳ vậy? Để thầy tắt xe thôi nha, rồi em xe thử coi. Ủa sao kỳ vậy thầy, em bấm chia sẻ cái nó ra ngoài luôn. Thử lại coi. Được không? Đây đấy, ok. Ở đây là cái Phóng to cái clip lên đi Duy. Em mở full cái clip luôn. Em đang chia cái window thành hai cửa sổ kìa, phóng một cửa sổ thôi. Rồi, ok. là cái MVC em đặt tên thiếu chữ, đây là phần view của nó. Em chạy luôn rồi thầy. Em nói sơ qua cái source code chứ đi rồi hãy về cái demo hãy chạy. Dạ cái này là em làm giống kiểu thầy, là có cái command cũng để login với password. À, hai cái đặc tính này là để lấy cái dữ liệu từ user nhập vào, và hai cái này là để mà lúc mà để xét xem user người ta đang nhập được đúng tình trạng nào thì nó chạy cái file GSP đó. Và cái này là cái model em làm giống thầy.
có mấy cái phương thức set set với get name rồi get password, set password và validate. Đấy, cái controller cũng em dựa vào video của thầy luôn. Ở đây em làm một cái login success default, rồi một file này là login GP, với một cái CSS nữa. Em chạy luôn hả thầy? Ok rồi, chạy được rồi đó. Ở đây thầy. Rồi tiếp theo là phần chạy bằng GPT. GPT thì không có cái server nào hết, thì nó chỉ có cũng như ba file kia, ba file login success thì giống nhau, cũng cái sọc này, nhưng mà trong đây nó có cái phần để xác định coi client đăng nhập đúng hay sai thì cũng để trong đây. Ok. Đây là đăng nhập sai, nó báo ở đây. Tiếp theo tới phần servlet. Servlet là phải như này đúng rồi, viết toàn bộ sẽ Ừ. đến HTML trong đây luôn. Đúng rồi. Làm toàn bộ trong đây. Rồi. Rồi, đối với cái phần Sublet đó, cho thầy xem cái file web HTML anh. Rồi, ok. Các bạn ở trong lớp mình có câu hỏi gì với bạn Duy thì hỏi nha. Hoặc là muốn tham khảo gì thì liên hệ chỗ bạn Duy. Rồi hôm nay Duy được cộng điểm thì những bạn được cộng điểm các bạn tự nhớ nha. Rồi trước khi mà thầy chốt điểm thì thầy sẽ hỏi các bạn nào được cộng điểm thì các bạn báo cái điểm cộng của mình để thầy bổ sung vô. Cái này các bạn tự nhớ nha. Hôm nay Duy được cộng một điểm, rồi Duy nhớ. Rồi ok các bạn, còn lại mình có câu hỏi gì không? Liên quan đến bài tập hôm rồi là bằng ba cách. Thì vừa rồi bạn Duy có trình bày cho mình ba cách luôn. Đầu tiên thì bạn Duy cho chạy cái trường hợp MVC trước, rồi kế đến là repeat và cuối cùng là Sublet. Rồi có câu hỏi gì không các bạn? Nếu có thì các bạn dùng biểu tượng bàn tay để đặt câu hỏi, còn nếu không thì gõ phím K vào. Rồi bạn Danh. À, dạ anh chào thầy, em là Danh thầy. Trong khi em làm cái file MVC với thầy thì em có thấy một trường hợp, ví dụ như em làm em không có model thì có được gọi là một mô hình MVC không thầy? Không có model, nếu khuyết cái model thì đâu còn MVC nữa. Nhưng mà chương trình em vẫn chạy như là nó vẫn kết hợp được GFP với lại Serverless thầy.
Thì đương À, nhiên là em làm thì cái mô hình MVC tức là họ chia làm 3 tầng thôi, còn em không có tầng thứ ba thì em kết hợp lồng đâu đó thì nó vẫn chạy được, ai nói chương trình không chạy được đâu, nhưng mà về mặt tổ chức đó thì nó không không đúng yêu cầu thôi. dạ, Đó, em hiểu. thì rồi bạn thứ hai anh Trung Phong à, đặt câu hỏi là bạn nào, mời mời luôn thằng Lam hả? Dạ thầy ơi, cái phần servlet đó thầy, thì mình chèn cái code HTML vào cái phần servlet, thì em có xuất cái gọi là khi mình đăng nhập vào mình sẽ gọi là chào cái tên người đăng nhập đó thầy, thì mình không thể, em không biết cách để chuyển cái dữ liệu vào cái servlet đó thầy, cái tên người dùng. Dạ. Rồi Duy ơi em share lại màn hình đi Duy, cho bạn bạn các bạn tham khảo ở chỗ đó. Duy em theo kịp câu hỏi không? Dạ, nghe được rồi. Bạn Phương có câu hỏi. Minh Phương Trương rồi chuẩn bị à, không không có câu hỏi, nhầm. Là cái của bạn thì em cũng chuyển tiếp redirect qua một cái file GP khác mới được thầy. Em cũng không biết là làm sao nếu mình đọc bộ trên Silverlight. Nó qua đâu rồi? Nó cũng chuyển một phần vào từ hai cái file login success với fail tùy vào đăng nhập của người dùng có đúng hay không. Ở trường hợp Không, login ý servlet. ý mình là cái tên người đăng nhập á, lúc lúc mà bạn vô login success đúng không, thì sẽ xuất ra cái tên người nhập như hello admin hay hello world gì đó, thì cái tên thì lúc mà bạn xuất cái HTML á, thì mình sẽ chèn được cái tên người đó vào. Mình lấy từ cái này nè bạn, cái lệnh này request session we set attribute rồi đặt cái key name nào đó thì nó lấy từ cái username này, xong rồi qua cái success thì mình lại gọi string username là đặt một cái username nào đó rồi lấy từ cái session get attribute lại đúng cái name đó Rồi mình hiểu, mình nó hiểu. sẽ lấy được. Dạ thầy ơi, nếu mà mình làm vậy thì có cách nào mà service nó trọn bộ không? Không, kêu tại vì cái này em làm cái chuyện. Ok hiểu rồi, làm giống như bạn bạn Minh Phương Trương kìa, lúc đó các bạn sẽ điều hướng qua một cái servlet khác và cái servlet đó nó sẽ hiển thị, còn như là bạn Duy vừa làm thì vẫn chưa chưa đúng yêu cầu nha, tại vì trong trường hợp này là bạn Duy vẫn sử dụng VP mà cái cách mình làm servlet là thuần servlet thôi. Rồi bạn Minh đi, Minh Phương Trương đi, share màn hình cho các bạn coi nè. Minh Phương Trương. Dạ, em đang xe à, em đang mở Ừ, rồi. Yeah. ừ, ừ, Dạ mình thấy cái màn hình của em chưa? nó hơi nhỏ, zoom nó lớn lớn lên xíu em. Em vô Windows, vô cái menu Windows á, Windows Reference cái dưới cùng á, rồi gõ chữ phong đi, gõ chữ phong rồi color and phong á, rồi chọn basic ở trên cùng luôn, kéo xuống dưới rồi tắt 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 phong á, double vô. Phần sẽ Nói cái phần servlet thôi. dạ đây ạ. Thì sẽ em làm một cái package rồi giao diện, và em cho mấy cái Ruby error hay Ruby ở success nó trong cái phần có select luôn à. Dạ đây ạ, em dùng một cái này, Ok đúng rồi em dùng đấy. phần select luôn. Đúng rồi, làm đúng như này mới là đúng cái yêu cầu chỉ làm thuần servlet. Đấy, các bạn tham khảo đi. Bạn hồi nãy đặt câu hỏi đó, tham khảo của bạn. Em là tên gì? Tên Phương hả? Dạ, Minh Phương. Minh Phương.
Rồi ở đây sẵn đây góp ý luôn nè. Cái bắt kịch giao diện là em đang viết hoa chữ G đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Cái tên bắt kịch ở trong Java viết thường hết nha các bạn. À, dạ để em cái đó là chỉnh chỉnh lại. Cái đó gọi là coding convention đó. Đấy thì nói các bạn lưu ý. Rồi ok, cảm ơn bạn Minh Phương. Thế Phương làm luôn cách 3 luôn rồi phải không? Cách 3 xong luôn rồi phải không? Dạ cách 3 em cũng xong rồi thầy. MBC rồi. Rồi ok. Rồi còn vấn đề gì không các bạn? Giải quyết hết đi. Nếu không còn vấn đề nữa thì gọi phím K vào. Thầy cho em hỏi lại, mình làm đồ án mình cũng phải bắt buộc sử dụng Eclipse luôn đúng không ạ? Như thầy có nói các bạn đấy, ở trong cái trong quá trình các bạn đi học á, thì thầy không ép các bạn là xài theo cái quy định, thì các bạn có thể lựa chọn cái IDE nào mà các bạn quen thì các bạn có thể sử dụng. Tuy nhiên khi mình đi làm á, thì cái chuyện đó là các bạn phải tuân theo yêu cầu của dự án. Và cái ý thứ hai nữa, bây giờ mình làm cái đồ án là các bạn làm theo nhóm. Thế thì em xài cái này, bạn kia xài cái khác, thì khi các bạn mà suột này nọ thì nó có thể gặp vấn đề. Trên cái việc đó các bạn sẽ trao đổi với nhóm. Rồi nếu các bạn không có vấn đề nữa thì mình sẽ đi vào cái lý thuyết của buổi hôm nay. Hôm nay là mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái thành phần Servlet. Thì trong cái câu chuyện của mô hình MVC á, thì các bạn thấy là Servlet nó đóng vai trò là controller. Thì hôm nay mình xem đến coi là khi mà mình tạo một cái Servlet á, thì mình sẽ có những cái lưu ý gì. Về mặt nội dung thì hôm nay sẽ có cái 5 nội dung. Sẽ có cái phần giới thiệu nè, giới thiệu về Servlet nè, Servlet API, rồi xử lý request, response, demo và cuối cùng là cái phần thực hành. Mình đi vào cái nội dung đầu tiên thì ở những buổi rồi thì các bạn cũng đã biết là Servlet nó là một cái file Java class và ở bên trong đó các bạn viết thuần code Java. Và đương nhiên là ở cái file Servlet đó các bạn hoàn toàn có thể chèn HTML vào bằng cái lệnh là sử dụng cái đối tượng ReadWriter. Và ngoài ra thì các bạn biết rằng là Java Servlet là nó chạy trên máy chủ web á, tôi gọi là web server á, mà có hỗ trợ Java. Ví dụ như là ở đây là mình chọn là Apache Tomcat. Và các bạn cũng biết rằng là cái vai trò của Servlet á, ở đây cái mục tiêu của mình không phải là mình dùng Servlet để mà mình thiết kế giao diện. Bởi vì các bạn thấy rằng là mà dùng Servlet mà thiết kế giao diện thì nó vô cùng khó khăn. Thế cho nên là cái trong cái câu chuyện trong cái mô hình MVC á, thì các bạn thấy Servlet á, nó sẽ được sử dụng để xử lý các yêu cầu nhận được từ máy chủ. Thì các bạn có thể nhìn cái hình này các bạn thấy rõ hơn nè. Đây là người dùng. Mỗi người dùng là một cái web browser sẽ có hai cái luồng, một đó là request tức là gửi yêu cầu, hai là nhận kết quả trở về. Thế thì trong trường hợp mà người dùng gửi yêu cầu á, thì nó sẽ thông qua cái web server. Web server này nó sẽ phân phối là với yêu cầu đó thì nó sẽ chuyển đến cái Servlet nào, rồi sau đó Servlet sẽ xử lý và nó sẽ đi cái luồng ngược lại để nó trả về kết quả, gọi là response. Và để mà thực thi một cái Servlet á, thì nó sẽ có 6 bước nha các bạn. Để thực thi một Servlet nó có 6 bước. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu từng bước một. Đầu tiên á, thì client tức là một cái web browser gửi một yêu cầu. Thì cái yêu cầu đó sẽ được web server tiếp nhận. Ví dụ như trong cái bài, trong cái môn này mình đang sử dụng Tomcat. Thì Tomcat chính là web server. Thì sau khi mà web server tiếp nhận á, thì web server sẽ nhận yêu cầu. Thì các bạn thấy ở đây nè, cái phần số 1 là client gửi yêu cầu. Sau đó cái phần thứ hai là web server nhận yêu cầu. Thì khi mà nhận yêu cầu thì lúc này nó sẽ có hai cái luồng, một là request, hai là response. Request để nó nhận cái yêu cầu và response trả về.
Bước thứ ba và bước thứ tư, thì ở bước thứ ba này web server nó sẽ chuyển yêu cầu đến service tương ứng. Đó, sau khi nhận yêu cầu rồi thì nó sẽ web server nha, nó sẽ chuyển cái yêu cầu đó đến service tương ứng. Sau khi service nhận yêu cầu thì nó sẽ tiến hành, nó sẽ xử lý yêu cầu và nó tạo ra phản hồi, nó xử lý yêu cầu và nó tạo ra phản hồi, tức là nó tạo ra response. Thì ở bên trong cái servlet á, thì các bạn thấy rằng là nó sẽ có nhiều cái phương thức. Tuy nhiên ở đây là mình sẽ xài hai phương thức phổ biến, đó là do get hoặc là do bot. Và ở bên trong do get và do bot á, thì các bạn thấy nó sẽ có hai cái đối số, đó là request và response. Thì đây là cái bước thứ tư, bước thứ năm và bước thứ sáu. Thì sau khi mà servlet xử lý xong rồi á, thì nó sẽ tiến hành nó trả về, nó gửi phản hồi lại, tức là response nó trả về, nó trả về là kết quả cho web server. Và cuối cùng là web server nó sẽ gửi phản hồi trở lại cho trình duyệt và hiển thị. Thì đây là 6 cái bước mà một servlet nó thực thi. Bây giờ thầy sẽ tua lại một lần nữa để các bạn theo dõi thêm một lần nữa nha. Client gửi yêu cầu đến máy chủ tiếp nhận. Máy chủ tiếp nhận xong thì máy chủ sẽ chuyển cái yêu cầu đó đến servlet. Servlet tiến hành xử lý yêu cầu, thì sau đó servlet nó sẽ gửi về cho web web server, tức là gửi về cho máy chủ, và cuối cùng là máy chủ nó trả về cho client, tức là một cái browser để nó hiển thị kết quả cho người dùng. Thì đây là 6 bước cơ bản khi mà mình thực thi một một servlet. Kế đến là mình sẽ tìm hiểu cái vòng đời. Ở đây các bạn hiểu là vòng đời nó là một cái là toàn bộ quá trình từ khi nó tạo ra cho đến khi nó kết thúc, giống như con người của chúng ta vậy. Vòng đời của chúng ta là gì các bạn? Sinh lão bệnh tử, đúng không? Thì servlet cũng vậy, nó sẽ có ba về vòng đời thì nó sẽ có ba cái giai đoạn. Ở đây là khởi tạo, xử lý yêu cầu và kết thúc. Thế thì khởi tạo thì ở đây là mình sẽ sử dụng cái phương thức init để các bạn khởi tạo những cái gì liên quan thì các bạn có thể khởi tạo ở phương thức init. Ví dụ như khi mà vào servlet, servlet nó mở ra một cái connection, một kết nối đến database, thì cái việc mà các bạn mở ra một connection đó các bạn có thể viết ở cái phương thức init để các bạn khởi tạo. Rồi cái phần thứ hai là cái phần trung tâm nè. Cái phần thứ hai là cái phần mà các bạn sẽ tiến hành xử lý tất cả các yêu cầu, các request mà từ client chuyển đến web server và web server nó chuyển đến cho servlet. Thì ở đây nó sẽ gọi cái phương thức service để nó xử lý yêu cầu. Và sau khi xử lý yêu cầu xong thì nó sẽ chuyển sang giai đoạn thứ ba, đó là nó sẽ kết thúc. Và nó sẽ sử dụng cái phương thức destroy để nó sẽ kết thúc. Thì đây là cái vòng đời, cái vòng đời của một servlet, đó là khởi tạo, xử lý yêu cầu và kết thúc. Thì các bạn nhìn ở bên dưới này, các bạn thấy là init nè, tức là trước khi mà nó xử lý yêu cầu thì nó sẽ phải khởi tạo, tức là nó sinh ra nè, nó sinh ra xong rồi tới cái phần ở cái phần service thì ở đây nó sẽ gọi nhiều cái phương thức, đó là do get, do bot, do hash, do option hay do trace vân vân. Thì tùy theo cái việc mà từ client đó các bạn chuyển đến yêu cầu theo cái dạng gì mà nó sẽ gọi những cái phương thức tương ứng. Thì sau khi nó xử lý xong thì nó sẽ kết thúc. Thì đây là cái vòng đời, các bạn nhìn vô đây các bạn có thể hình dung nó trực quan hơn. Còn cái hình kế bên này thì mình nó rõ hơn nữa. Client ha, tức là một cái người dùng, đại diện là một cái web browser, thì các bạn sẽ gửi yêu cầu thông qua cái HTTP request. Thì với yêu cầu đó nó sẽ được tiếp nhận ở web server và web server sẽ phân phối yêu cầu đó đến cho cái servlet tương ứng. Servlet sẽ khởi tạo và gọi cái phương thức service. Thì cái phương thức service này nó sẽ căn cứ vào cái yêu cầu mà người dùng gửi đến để nó biết rằng là nó sẽ gọi do get hay là gọi do bot. Và sau khi mà nó xử lý xong thì nó trả về kết quả, tức là respond về kết quả, respond kết quả cho web server trả ngược lại cho client. Như hồi nãy thầy có nói thì các bạn thấy rằng là cái service này nó sẽ được gọi nhiều lần. Nó sẽ xử lý nhiều lần nhiều yêu cầu từ phía client, và nó sẽ biết rằng là với yêu cầu nào thì nó sẽ gọi cái phương thức nào cho nó phù hợp. Thì ở đây các bạn lưu ý rằng là mình sẽ có những cái phương thức mà từ phía client nó gửi đến server đó, thì các bạn thấy là mình sẽ có phương thức get hoặc là bot hoặc là put hoặc delete vân vân. Thì dựa vào cái yêu cầu đó thì nó sẽ tương ứng cho những phương thức. Ví dụ như các bạn chuyển đến cái method là dạng get thì chỗ này nó sẽ là do get. Các bạn chuyển đến dạng method là dạng bot thì chỗ này nó là do bot, vân vân. Thì như vậy các bạn thấy rằng là cái phương thức mà các bạn thấy cụ thể ở trong servlet á thì nó là những cái phương thức như này, do bot hay là do get, là những cái mà nó sẽ trực tiếp xử lý. Còn các bạn nhìn vô bên trong một cái
một cái class servlet đó thì các bạn thấy không có số bit, thì cái đó nó xử lý ngầm nha các bạn. Nó là một cái anh ngầm bên dưới, nó sẽ phân phối, nó biết rằng là đâu khi nào nó vô do get, khi nào nó vô do post. Thì các bạn lưu ý như thế. Và các bạn nhìn vô bên trong này thì các bạn thấy rằng là cái phương thức edit này nè, nó chỉ gọi một lần thôi, tức là khi mà khi mà một cái request nó chuyển đến web server và web server nhận biết rằng request đó nó sẽ chuyển đến cái servlet A, thì cái phương thức init là cái phương thức được gọi một lần duy nhất để khởi tạo những thứ liên quan. Kế đến là phương thức số bit, thì phương thức này thì các bạn thấy nó sẽ xử lý nhiều yêu cầu, nhiều request từ phía số bit, và sau khi mà nó hoàn thành xong cái sứ mệnh của nó, cái nhiệm vụ của nó, thì nó sẽ gọi phương thức destroy, và phương thức này gọi một lần để mà kết thúc. Đó, thì vừa rồi thầy trình bày cho các bạn xong cái nội dung số 1, đó là mình tìm hiểu về servlet. Thì trong đó là thầy có nói về cái vòng đời, đúng không? Các vòng đời của servlet. Rồi, cái phần này các bạn mình có câu hỏi gì không? Nếu không thì các bạn có thể tóm tắt lại cái nội dung mà thầy vừa trình bày vào chat giúp thầy nè. Các bạn có thể tóm tắt như này, servlet là gì? Rồi vòng đời của nó ra làm sao? Rồi khi mà thực thi á thì nó có mấy bước? Đó là ba cái nội dung mà các bạn cần phải nắm ở cái nội dung số 1. Vòng đời thì có ba giai đoạn đúng không? Rồi thực thi thì có mấy bước? Đó thì các bạn tóm tắt vào chat giúp thầy nè. Dừng lại một xíu để cho các bạn hệ thống lại. Gõ hết vào nha, tất cả các bạn gõ vào để thì biết rằng là các bạn vẫn đang theo dõi, và quan trọng là các bạn vẫn theo kịp nội dung. Có ba nội dung mà các bạn cần tóm tắt. Thứ nhất, servlet là gì? Cái thứ hai, để thực thi một servlet thì có mấy bước? Và cái thứ ba là vòng đời. Thì trong vòng đời đó thì mình có init, mình có service, mình có destroy. Thì đặc biệt là trong cái service đó thì nó sẽ chia ra, nó tùy theo cái cách mà client chuyển dữ liệu đến server theo cái dạng là get hay post, thì nó sẽ gọi những cái do, gọi những cái phương thức tương ứng, ví dụ như là do get hay do post. Rồi 15 giây cuối cùng nha. Bây giờ mình đi vào cái phần số 2, Servlet API. Thì ở bên trong cái phần này là mình sẽ tìm hiểu một cái lớp mà rất là quan trọng, mang tên đó là HTTP Servlet. Thì buổi hôm rồi các bạn cũng đã tạo ra một cái Servlet mà mình kế thừa từ cái class này rồi. Thì hôm nay mình xem nó coi là bên trong class này nó sẽ có những cái gì đặc biệt, thì các bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn.
Ở bên trong cái HTTP Servlet đó, thì các bạn thấy nó sẽ bao gồm các cái phương thức như thế này: do get, do post, do hash, do option, do put hoặc là do trace. Thì ở cái buổi đầu tiên á, mà khi mà thầy giới thiệu tổng quan về lập trình web á, thì các bạn thấy là đây là những cái phương thức mà mình đã được giới thiệu rồi: get, post, hash, option, put và trace. Thì trong những cái phương thức này á, hai cái phương thức mà mình xài nhiều nhất đó là get và post. Và các bạn cũng thấy rằng là mình cũng đã sử dụng do get và do post cho những cái bài tập hôm rồi. Thì ngoài ra thì các bạn thấy nó còn có những cái phương thức như này. Thì ở đây các bạn có thể nhìn cái hình đó, client nè, gửi yêu cầu, tức là các bạn sẽ gửi theo hình thức là theo cái phương thức là get hay là theo cái phương thức là post. Các bạn thấy ha. Thì ví dụ như người dùng gửi cái yêu cầu theo dạng get thì nó sẽ phát sinh một cái get request qua bên cho web server Tomcat chẳng hạn ha. Thì Tomcat này nó sẽ chuyển đến Servlet. Thì lúc này ở đây nó nhận biết là ở đây get, thì nó qua bên này cái service này nó sẽ điều phối, nó sẽ gọi đến cái doget. Doget xử lý xong thì phản hồi trở ngược lại. Chỗ này các bạn thấy là nó có get spawn, get request nó đi ha. Qua bên này xử lý xong nó trả về. Thế thì tương tự như vậy, nếu trường hợp mà người dùng mà gửi theo dạng post, tức là mình tạo ra một cái form, đúng các bạn, bên trong đó mình có method các bạn ghi bằng post, thì lúc này khi mà chuyển đến Servlet á, thì cái phương thức service này nó sẽ gọi cái do post xử lý xong và trả ngược trở lại đó. Thì vấn đề nó là như thế. Thế thì ở đây thì hỏi các bạn này, tương tác một xíu nha. Để mà tạo ra một cái get request á, thì mình sẽ làm như thế nào? Bạn nào biết thì có thể bạn nào biết và muốn muốn giao tiếp tương tác trực tiếp luôn thì có thể dùng cái biểu tượng bàn tay ha để mà trả lời. Rồi, những bạn còn lại thì mình cứ gõ vào ô chat nha. Cứ gõ vào ô chat. Biết thì gõ vào, còn không biết thì gõ dấu chấm, còn ai mà muốn trình bày thì dùng biểu tượng bàn tay. Các bạn thầy nhắc lại cái yêu cầu nha. Các bạn nhìn vô đây các bạn thấy nó có get request nè, hoặc là post request nè. Thế thì bây giờ từ lay in nè, muốn gửi một yêu cầu đến web server mà theo cái dạng get thì mình làm như thế nào? Ôi, gọi dấu chấm hết nè. Thế từ lay in mà gửi một cái yêu cầu đến web server theo dạng post thì làm như thế nào? Hai câu hỏi luôn á. Rồi, Nguyễn Đức Trí, em nghĩ nhập đường link vào URL. Rồi, chính xác nha. Câu hỏi đầu tiên á là client nè, gửi yêu cầu đến web server theo dạng get thì bạn Nguyễn Đức Trí là nhập đường link. Ok, chính xác. Ngoài nhập đường link ra thì mình còn cách thứ hai. Đó là gì các bạn? Còn cách thứ hai đó là khi mà các bạn tạo ra cái form như này nè, mà cái phương thức này các bạn bỏ đi thì nó là get, hoặc là cái chỗ này method các bạn ghi là get, thì lúc đó các bạn gửi cái request theo cái dạng get. Như vậy nó sẽ có hai trường hợp như bạn Trí nha. Trường hợp thứ nhất như bạn Trí nói đó là các bạn nhập trên cái đường nhập đường link ở trên URL, và trường hợp thứ hai đó là cái form này nè. Khi các bạn tạo cái form này thì các bạn đặt method là get hoặc là các bỏ này luôn. Còn trong trường hợp mà chỗ này các bạn ghi là post thì nghĩa là các bạn gửi yêu cầu theo dạng gì? Dạng post. Ok chưa các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết hơn về hai cái phương thức đó là do get và do post. Yêu cầu được gửi đến dưới dạng get, tức là một yêu cầu từ URL hoặc là từ một cái form
mà không có method được chỉ định, hoặc là trường hợp có method được chỉ định nhưng mà method đó các bạn ghi là get, thì nghĩa là yêu cầu đó sẽ được gửi đến bằng dạng get, thì sẽ được xử lý bằng phương thức doGet. Đây là các bạn thấy cái phương thức doGet của mình nè. Thì trong bên trong doGet này thì các bạn sẽ có request và response. Sử dụng request như nào, sử dụng response như nào thì mình tính sao. Nhưng mà ở đây là các bạn lưu ý rằng là các bạn phải hiểu rằng là cái phương thức doGet nó được gọi khi nào. Cái phương thức doGet được gọi khi client gửi yêu cầu theo dạng get. Thế thì client gửi yêu cầu theo dạng get bằng cách nào? Bằng những cách như sau. Một, đó là gõ một yêu cầu từ URL. Hai, đó là mình có một cái form, nhưng mà cái form đó các bạn không chỉ định cái thuộc tính là method. Hoặc nếu các bạn có chỉ định nhưng mà các bạn ghi là get, thì những yêu cầu đó là được gửi dưới dạng get. Và khi mà được gửi dạng get đó, thì cái HTTP servlet nó sẽ gọi cái phương thức doGet, và bên trong này các bạn sẽ viết những cái code tương ứng. Rồi, trường hợp thứ hai đó là trường hợp bot, doBot. DoBot thì nó sẽ xử lý những yêu cầu dạng bot, và yêu cầu dạng bot tức là từ một cái form nè mà các bạn chỉ định cái phương thức là bot. Giống như các bạn thấy chỗ này. Đây, mình ghi method là bot thì nó sẽ được xử lý ở phương thức là gì? Đó, là doBot. Rồi, các bạn phân biệt được doGet với doBot chưa các bạn? Rồi, ai phân biệt được rồi thì gõ vào, còn ai chưa phân biệt được thì có thể đặt câu hỏi nha. Đặt câu hỏi thì các bạn nên sử dụng cái biểu tượng bằng tay đó, cứ click vô đó hết đi rồi thầy mời. Và mình nắm hết rồi thì mình gõ vào để thầy biết. Rồi, mời bạn Hưng, Trần Nhật Hưng hả? Ê, Hùng hả? Hùng á, rồi Trần Nhật Hùng. Dạ, thầy chị, cho hỏi thầy chị là cái doBot với doGet nó, tức là chức năng nó khác nhau sao thầy? Thì thầy mới nói là kiểu cách gọi của nó mà chưa biết chức năng khác nhau. Cái buổi đầu tiên Hùng có đi học không? À, có thầy. Ở đây là mình cái chức năng nó khác nhau nào là tùy theo nghiệp vụ mình làm thôi. Còn ở đây là mình phân biệt là khi nào nó vào doGet, khi nào nó vào doBot. Ví dụ như bây giờ người ta muốn tìm kiếm và người ta gõ trên đường dẫn là tôi nè, chấm hỏi search ID bằng 1, thì với yêu cầu như vậy thì nó chuyển sang doGet. Và bên trong doGet đó các bạn sẽ xử lý nghiệp vụ là các bạn xuống database rồi các bạn tìm cái sản phẩm mà có ID đó các bạn trả về. Thì cái đó nó tùy thuộc vào cái nghiệp vụ thôi. Còn ở đây là mình phải hiểu rằng là khi nào nó vào doGet, khi nào doBot là tùy theo cái yêu cầu từ anh gửi đến. Dạ. Ok không? Dạ, hiểu thầy. Rồi, Quang Thanh Lam. Ủa, dạ thầy ơi, có cái trường hợp nào mà chỉ có doGet làm được mà doBot không làm được, hoặc là trường hợp ngược lại không thầy? DoGet, DoBot, về mặt nguyên tắc là các bạn làm được hết. Ví dụ như bây giờ các bạn thấy, ở đây mình hiểu rằng là cái method nha, bây giờ mình nhìn ở trong này nè. Cái method tức là cái cách mà các bạn gửi dữ liệu này đến server. Thì nếu như các bạn dùng bot thì nó truyền ở dưới message body. Còn nếu các bạn dùng get thì nó truyền ở trên phía URL. Nó là cách mà các bạn truyền tải dữ liệu thôi. Dạ rồi, đúng rồi. Rồi, còn bạn nào nữa không? Còn bạn nào đặt câu hỏi nữa không? Rồi, nếu không còn câu hỏi nữa thì mình đi vào cái phần số 3. Hồi nãy các bạn thấy là trong doGet và doBot đó, mình có hai cái đối số, đó là HTTP Servlet Request và HTTP Servlet Response. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về hai cái thành phần này. Đầu tiên là mình đi tìm hiểu về HTTP Servlet Request.
Bên trong cái hai cái phương thức hoặc là nhiều hơn, ngoài hai phương thức này ra thì mình còn có nhiều phương thức khác, chẳng hạn như là do boot hay là do delete đó, thì các bạn thấy là nó có hai cái đối số nè, một đó là request, hai là response. Thì HTTP Select Request đó, nó sẽ có những cái phương thức mà các bạn sẽ sử dụng để mà mình xử lý yêu cầu. Ví dụ như ở bên trong cái HTTP Select Request thì các bạn thấy có get parameter nè, các bạn truyền vô cái name, thì cái phương thức này nó sẽ trả về giá trị của tham số theo tên. Hoặc là các bạn sử dụng cái phương thức là set view để các bạn truyền dữ liệu về cho cái phần view để nó xử lý. Hai phương thức này thì hôm trước thầy demo các bạn thấy rồi. Ngoài ra bên trong hai phương thức này là mình có get cookie và get session. Hai cái thành phần này là mình sẽ tìm hiểu ở những cái buổi kế tiếp. Thì khi mà các bạn sử dụng những phương thức như này thì các bạn sẽ thấy nó trả về những cái giá trị tương ứng. Đây bây giờ mình có thể xem ha. Ở trong Dubot nè, thì các bạn thấy là nó có hai cái đối số nè, HTTP Select Request rồi HTTP Select Respond. Ở đây là mình đặt cái tên là request. Thì các bạn dùng cái request này, các bạn get parameter nè, các bạn truyền vô username, password là cái name mà các bạn đặt ở cái phần HTML này hay là cái phần JSP đó. Thì các bạn dùng cái này để các bạn trả về giá trị. Ngoài ra thì hôm trước là cái phần demo hôm trước thì các bạn thấy là mình còn có cái trường hợp có cái demo mà thầy trả về cái model để bên kia hiển thị ra đó, thì cái đó để chỗ nào quên mục tiêu rồi đó, thì đó là những cái phương thức mà các bạn hay sử dụng ở bên trong cái HTTP Select Request. Kế đến đó là cái HTTP Select Response, thì mình sẽ có những cái phương thức tương ứng như là get writer nè, rồi add cookie, hay là mình có send redirect. Thì cái get writer này là các bạn trả về một cái ring writer để các bạn có thể in ra kết quả, các bạn có thể chèn cái nội dung để các bạn hiển thị ra cái trình duyệt. Ngoài ra các bạn có thể tạo ra cái cookie nè. Ở bên đây các bạn thấy là mình có get cookie, thì trước đó chỗ này các bạn có thể dùng cái add cookie để các bạn thêm một cái cookie vào. Và cookie là gì, session là gì thì mình sẽ phân biệt sau. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái phương thức đó là send redirect. Ở chỗ này mình truyền vô một cái location. Thì cái phương thức này nó có cái công dụng gì? Các bạn sẽ chuyển hướng đến một cái tài nguyên khác. Các bạn hiểu tài nguyên này nó có thể là một cái servlet nè, hoặc là một cái trang JSP, hoặc là một cái trang HTML. Nghĩa là các bạn đang đứng ở một cái servlet A, các bạn có thể sử dụng cái send redirect này để các bạn chuyển đến một cái servlet B, hoặc là các bạn có thể chuyển đến cái kết quả đến cho trang JSP hoặc là trang HTML. Thì như vậy là trong response thì các bạn thấy nó có cái phương thức đó là send redirect. Thành phần tiếp theo, cái thành phần này hôm rồi các bạn cũng đã được tìm hiểu rồi, đó là request departure. Thì để tạo ra một cái đối tượng này thì các bạn sẽ sử dụng cái phương thức đó là get request departure từ cái HTTP Select Request để các bạn lấy cái đối tượng này. Và các bạn sử dụng cái đối tượng này để các bạn cung cấp cái cách thức gửi yêu cầu đến một cái tài nguyên khác. Và cái tài nguyên đó có thể là trang HTML, có thể là một cái server khác, hoặc là một cái trang JSP. Thì các bạn thấy cái này nó có giống như lại send redirect không? Dùng để chuyển hướng đến một cái tài nguyên khác nè, có thể là servlet, có thể là JSP, có thể là HTML. Thì anh này cung cấp cái cách thức gửi yêu cầu đến một cái tài nguyên khác, có thể là servlet, có thể là JSP, có thể HTML. Các bạn thấy hai này giống không?
Như vậy về về mặt chức năng là các bạn thấy giống nha, nhưng mà về mặt khác nhau thì như thế nào? Thì các bạn có thể ghi câu hỏi đó lại và xíu nữa mỗi bạn có thể tự lên tìm hiểu và trả lời cho giúp thầy nha. Tức là request departure giống và khác gì với lại cái redirection nha, các bạn ghi câu hỏi đấy vào nha. So sánh ghi câu hỏi nè, so sánh redirection với lại là request departure. So sánh nghĩa là các bạn tìm ra cái điểm giống và điểm khác. Rồi ghi câu hỏi đó vào. Ai ghi xong rồi thì gõ dấu chấm vào cho thầy biết nha. Ghi vài xíu nữa các bạn lên mạng các bạn tìm hiểu đây. Thực ra cái phần giống nhau thì các bạn nhìn trong slide này các bạn thấy rồi đúng không? Cái mà quan trọng thì đang đang muốn hỏi các bạn là cái phần khác nhau á. Giống nhau thì các bạn nhìn thấy rõ rồi. Đó là các bạn chuyển cái yêu cầu đến một cái tài nguyên khác. Đó là cái sự giống nhau. Bên trong cái request departure thì nó sẽ có hai cái phương thức, đó là forward và include. Các bạn coi hai cái phương thức này nó hoạt động như thế nào. Forward thì các bạn chuyển tiếp một yêu cầu từ một servlet hiện tại đến một cái tài nguyên khác. Tài nguyên khác có thể là một cái servlet khác, hoặc là một trang repo, hoặc là một trang HTML. Thì đó là cái phần forward. Đối với là include thì các bạn thấy là nó chứa nội dung của một cái tài nguyên khác. Tài nguyên đó có thể là servlet, có thể là repo, có thể là HTML. Thì các bạn thấy hai này khác biệt, nó khác nhau chưa? Một bên là chuyển tiếp nè và một bên là chứa nè. Và cái phương thức forward này thì mình cũng ở cái bài trước thì các bạn cũng đã thấy rồi, đã biết cách xài rồi, để biết cách sử dụng rồi. Rồi bây giờ nhìn hình để mình hình dung rõ hơn cái hai cái phương thức này nha. Đầu tiên là cái phương thức forward, lấy in gửi yêu cầu này đến servlet nè. Thì servlet này nó sẽ xử lý, hoặc là nó sẽ trả về kết quả, hoặc là nó sẽ chuyển cái yêu cầu đó bằng cái phương thức forward đến cái servlet thứ hai. Servlet thứ hai nó sẽ có nhiệm vụ nó xử lý rồi nó trả về kết quả. Thì đây là các bạn thấy là cái cách mà cái phương thức forward nó làm. Ở include thì như thế nào? Client gửi yêu cầu đến servlet. Servlet 1 này nó include thì cái include này có thể là servlet 2, cũng có thể là cái trang repo, hoặc là cũng có thể là trang HTML. Thì nó sẽ bao gồm gửi include nó chứa đúng không? Chứa servlet 2. Servlet 2 này nó sẽ xử lý và nó trả về cái kết quả. Rồi bây giờ thầy sẽ demo để các bạn hình dung rõ hơn về hai cái phương thức đó nha. Cái bài demo của mình nó như thế này. Tức là mình tạo ra một cái ứng dụng mà mình sẽ xác thực theo tên và mật khẩu. Hai cái này do người dùng nhập vào. Thì ở đây là mình chưa làm cái phần database, cho nên là mình sẽ quy định nếu như mà người dùng nhập cái tên á, cái username là admin và cái mật khẩu là abc1235, thì coi như đó là cái trường hợp người dùng đăng nhập thành công. Thì lúc đó các bạn sẽ hiển thị là chào bạn admin, tức là mình sẽ lấy cái username này mình gắn vô đây. Thế thì trong trường hợp mà người dùng nhập không đúng cái thông tin như mình quy định chỗ này, thì chỗ này các bạn sẽ hiển thị một cái thông báo lỗi, đó là xin lỗi, tôi xin lỗi, tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng. Đây là cái giao diện. Rồi các bạn bỏ ra một phút nhìn giao diện trước đi ha, rồi thầy sẽ giải thích. Bên trong cái giao diện này cũng đề cập đến cái include và cái forward đó các bạn. Rồi bạn nào mà đọc xong mà có thể giải thích được cái hình này thì xung phong nha.
ai đọc xong rồi thì gõ phím số 1, và ai đọc xong rồi mà có thể giải thích được thì xung phong dùng cái biểu tượng bàn tay đó. Xem nếu có chuyên gia nào có thể nhìn vô hình đây mà giải thích được không. Ok. Hai bạn. Bạn Danh thì hồi nhà hồi nãy có phát biểu rồi đúng không? Thì ưu tiên cho bạn ưu tiên cho bạn bạn Hoài My Trần đi. Trần Hoài Mỹ hả? Dạ My thầy. Trần Hoài My, ok. Dạ thì người dùng sẽ nhập vào một cái nên và một cái password. Thì sau khi nhập password thì người dùng bấm login. Và login tại lúc này thì nó sẽ validate và mới chuyển đến servlet, gửi xuống cái form đang đặt gửi xuống servlet, và servlet lúc này sẽ kiểm tra cái validate của nó có hợp lệ hay là không. Nếu mà hợp lệ thì nó tỏ response lúc này là tỏ response về một cái servlet khác, đó là welcome username gì đó. Còn nếu mà không hợp lệ thì nó tỏ về là sorry username or password Android tại cái giao diện mà lúc nãy mà người dùng ban đầu mà người dùng dùng chứ không phải forward vì một cái redirect khác. Thế My có thông qua cái hình này thì My có phân biệt được cái include và cái forward chưa? Dạ, để được cái forward là cái trường hợp mà nếu người dùng bấm hợp lệ, còn nếu còn include là trường hợp còn lại. Hôm nãy thì đang hỏi là về mặt kết quả đó. Kết quả thì mình thấy cái forward thì nó là cái gì, còn include này là cái gì? Ở đây em thấy nè, khi mà mình sử dụng forward á, thì chỗ này là mình chuyển tiếp đến một cái servlet khác. Còn include là nó chứa, các thấy không? Nó chứa cái gì trong trường hợp này, các bạn thấy là nó chứa HTML và nó truyền vô câu thông báo. Đó thì các bạn nhìn kỹ đi, các bạn sẽ thấy rằng cái cách thức cái include và forward nó hoạt động. Rồi ok, thầy cảm ơn My. Dạ. Rồi các bạn có thấy được cái cách thức giữa cái include và cái forward nó hoạt động chưa? Bạn nào đã hiểu rồi thì gõ phím số 2, còn bạn nào chưa hiểu thì gõ phím số 0 đi. Rồi ok, số 2 hết ha. Cho nên là mình coi lại cái giải thích nè. Cái này là chuyển tiếp nè. Một yêu cầu từ cái servlet hiện tại đến một cái tài nguyên khác. Còn cái ông này là chứa, các bạn thấy những cái chữ mà thầy đang in đậm không, chứa nội dung của một tài nguyên. Thì các bạn nhìn vô đây các bạn thấy rất là rõ nè. Từ cái servlet này các bạn dùng include cái file HTML, tức là các bạn lấy cái nội dung HTML này các bạn gắn vô đây, đồng thời các bạn chèn cái thông báo mà các bạn muốn, thì đó là include. Còn nếu như các bạn dùng forward, tức là các bạn chuyển cái yêu cầu đó đến một cái servlet khác, hoặc là một cái HTML khác, hoặc là một cái DB khác, đó thì các bạn phân biệt nó như thế. Với cái demo này thì mình sẽ có những file như sau. Đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái file HTML đặt tên là index, cái giao diện như thế này, tức là các bạn sẽ dùng cái form để các bạn tạo ra cái hai cái trường để người dùng nhập và có một cái nút. Tiếp theo là mình sẽ tạo một cái servlet đặt tên là login, thì cái servlet này nó sẽ xử lý cái phản hồi, tức là khi mà bấm login á, thì cái yêu cầu đó sẽ chuyển đến một cái servlet, thì cái này chính là login, nó sẽ tiến hành nó xử lý. Thì từ cái login này nó sẽ chuyển đến welcome servlet trong trường hợp nó xác thực hợp lệ, còn trong trường hợp mà không hợp lệ thì nó sẽ hiển thị lại cái form HTML, đồng thời nó chèn cái thông báo này vào. Thế thành ra là các bạn thấy là về cái yêu cầu như này thì mình có ba file như thế này ha. File này đầu tiên chạy nè, bấm login thì nó chuyển đến cái này, từ ông này nếu thành công thì nó sẽ gọi cái welcome servlet.
Thế trong trường hợp thất bại thì nó gọi lại cái index này và nó chèn thêm nội dung. Ngoài ra có một cái file rất là quan trọng nữa, đó là cái file web XML. Web XML thì bên trong này các bạn thấy hai cái khung mà thầy đang đóng khung nè, có hai cái đoạn, hai khu vực code mà thầy đang đóng khung nè. Ở bên trên này là các bạn đi khai báo những cái servlet mà các bạn đang có ở trong cái dự án của mình. Và mỗi một cái servlet ấy nó sẽ đại diện cho một cái request nào, thì cái phần bên dưới là cái phần mà các bạn khai báo cái phần cái xử lý tương ứng. Ví dụ như ở đây là mình có một cái servlet class là login, thì nó là cái này. Thì cái class này đang có một cái tên đại diện là các bạn đặt là login. Rồi sau đó các bạn xuống bên dưới, nếu như mà người dùng gửi yêu cầu mà có gọi đến cái sẹt login thì nó sẽ chuyển đến cái servlet name là login, và cái servlet name login này nó sẽ gọi đến cái servlet class là login, nó sẽ xử lý. Tương tự như vậy là mình sẽ có cho cái welcome, sẹt welcome thì nó sẽ gọi đến cái welcome. Welcome này đang đại diện cho cái class là gì? Welcome servlet. Thì đây là cái phần mà các bạn sẽ phải khai báo thêm ở bên trong cái file là web email. Rồi bây giờ các bạn sẽ xem thầy demo nhé. Đây là cái login servlet. Rồi bên trong này là thầy viết cái xử lý cho cái phương thức dobot, lấy username mà người dùng nhập từ bên phía client, lấy password mà người dùng nhập từ phía client. Sau đó mình tiến hành, mình sẽ so sánh nếu username người dùng vừa nhập bằng admin và password bằng abc135 thì chỗ này các bạn sẽ chuyển tiếp đến một cái servlet có tên là welcome. Các thấy không? Welcome. Nhưng mà trường hợp ngược lại thì các bạn sẽ in ra cái thông báo là xin lỗi tên hoặc mật khẩu không đúng. Thì trong trường hợp này thì các bạn sẽ dùng include đến cái file HTML, tức là các bạn sẽ hiển thị lại cái nội dung của cái file index HTML, đồng thời các bạn chèn thêm này vào. Cái index email của mình thì đơn giản như thế này. Thì các bạn thấy là mình có name, có password, có cái nút login. Chỗ này là các bạn đang sử dụng, mình đang sử dụng cái phương thức là method bằng bot. Đó là lý do tại sao bên đây mình viết do bot nè. Rồi action của mình là login. Cái servlet thứ hai đó là cái welcome servlet. Thì lúc này các bạn thấy rằng là mình viết xử lý nè. Chỗ này các bạn lấy ra cái username mà người dùng vừa nhập, chứa vô cái biến username, sau đó các bạn out ra cái thông báo là chào bạn. Thì mình nhập username thì chỗ này nó lấy ra username và nó hiển thị ra đây. Đây là cái file web XML. Khu vực này là khu vực mà các bạn khai báo những cái servlet mà các bạn đang có. Khu vực bên dưới là khu vực mà các bạn mapping, tức là với cái servlet là login này nè thì nó sẽ xử lý cho cái xử lý gì, cái request gì. Để tương tự như vậy, ở chỗ này là welcome thì nó đại diện cho welcome servlet, và khi mà người dùng sẹt welcome thì nó sẽ gọi đến cái name này, và với cái name này thì nó gọi welcome servlet. Mình sẽ chạy hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là mình nhập đúng đi, admin, và chỗ này đó là abc12345, bấm login thì cái này các bạn thấy là chào bạn admin nè. Trường hợp ngược lại mình nhập sai thông tin, name là admin nhưng password là các bạn nhập khác, bấm login thì lúc này nó xin lỗi tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng. Thì trong trường hợp này các bạn thấy nó đang sử dụng lại cái file index HTML và nó chèn cái nội dung này vào. Rồi thầy demo xong rồi đó các bạn, và cái phần lý thuyết bữa hôm nay thầy cũng đã trình bày xong rồi. Mình đi từ cái việc đó là mình tìm hiểu về cái servlet, cái vòng đời, các cái bước thực thi. Kế đến là mình tìm hiểu về hai cái
hai cái đối tượng đó là HTTP Serverless và HTTP Response. Và thầy vừa demo cho các bạn xem cái cách mà mình tạo ra một cái Serverless, trong đó các bạn sử dụng hai cái phương thức đó là forward và include để mình làm cho một cái bài demo. Thế thì các bạn xem nó coi là mình có câu hỏi gì không. Trước tiên là các bạn có thể tổng kết tất cả những nội dung mà sáng giờ các bạn được tìm hiểu đi. Thì có thể là trong quá trình mà các bạn nhớ lại, các bạn tổng kết lại thì nó sẽ phát sinh những câu hỏi, thì lúc đó các bạn đặt câu hỏi. Rồi bây giờ các bạn có một phút để tổng kết lại tất cả những nội dung mà sáng giờ các bạn đã được tìm hiểu. Trần Văn Dần hả? Rồi đã tổng kết Serverless API, HTTP Serverless, rồi do guest do boss, rồi mình có là HTTP Serverless request thì có guest parameter, set build, vân vân. Ok, Nguyễn Minh Đăng. Rồi các bạn còn lại nha, các bạn đang có mặt ở trong lớp thì các bạn tổng kết giúp thầy. Mục đích của việc tổng kết đó là thầy xem các bạn có theo được bài hay không. Và cái thứ hai đó là trong lúc mà các bạn tổng kết đó, thì các bạn có cái thời gian để các bạn nhìn lại một lần nữa những cái nội dung mà mình được tìm hiểu. Sau đó là có thể nó phát sinh những cái câu hỏi. Rồi, đúng rồi, có một cái câu hỏi thầy dành cho các bạn đó là so sánh send redirect với lại request departure, thì cái phần đó là cái phần mà xíu nữa các bạn sẽ phải tìm hiểu, sẽ tự tìm hiểu. Ba mươi giây cuối cùng cho những bạn chưa kịp tương tác. Ai tổng kết xong rồi thì nếu có câu hỏi thì dùng cái biểu tượng bàn tay lít vô đó nha, để thầy biết. Nhớ là khi mà muốn đặt câu hỏi thì cứ dùng cái biểu tượng bàn tay đó. Sáu bước thực thi vòng đời. Ok, rồi 5 giây cuối cùng.
Rồi các bạn xem cái phần demo đó, các bạn có câu hỏi gì không? À, thầy cho em hỏi ạ. Khi mà mình dùng cái phương thức mà include với thầy thì mình có thể xác định được cái vị trí của cái dòng chữ đó nó xuất hiện ở đâu thầy? Vị trí xuất hiện ở đâu là sao ta? Đó, ý của em là có phải là cái nội dung trong include thì nó lúc nào cũng xuất hiện trên đầu trang web, hay là mình có thể điều chỉnh cho nó nằm phía dưới được không ạ? Login. Cái này các bạn có thể dùng cái cách đó là các bạn phải chèn chèn thông qua cái thẻ. Ví dụ như ở bên cái phần index này các bạn có một cái khu vực các bạn bố trí trước, rồi sau đó bên này các bạn sẽ chèn vô cái khu vực đó. Thì hiểu ý không? Xuân Nam mới hỏi đúng không? Dạ. Em hiểu ý thầy trả lời không? Ví dụ như ở bên HTML này các bạn có một cái khai báo một cái thẻ như này, đặt cái ID gì đó hiển thị ví dụ vậy. Thì đây là cái nội dung, đây là cái chỗ mà nó chứa nội dung nè. Thì mình sẽ xử lý động. Mình sẽ ở bên Serverless đó các bạn sẽ tham chiếu đến cái này rồi các bạn sẽ chèn vô. Đó thì gợi ý cái hướng thôi rồi tìm hiểu thêm nha. Dạ vâng ạ. Cao Xuân Thắng được nha bạn. Cách của Thắng thì như thế nào, Cao Xuân Thắng? Thắng ơi, em cách của em như thế nào? Em thấy web người ta làm được nên em nói ạ. À, em thấy là em thấy giao diện thôi, còn về sụt code bên dưới ai biết nó viết bằng gì bên dưới. Khi nào em thấy luôn sụt code đó. Chứ còn nhìn nhìn mình chỉ nhìn giao diện thôi thì về mặt kỹ thuật bên dưới làm sao mình biết được. Nếu các bạn không có câu hỏi nào thì mình sẽ vào cái phần thực hành. Đây, thực hành hôm nay các bạn làm nè. Thiết kế một cái form có những cái trường thông tin như thế này. Khi mà người dùng click vô cái phần register đó thì các bạn sẽ phải check input. Tức là những cái trường này là bắt buộc phải nhập. Các bạn thấy có dấu sao không? Những cái chỗ có dấu sao là bắt buộc nhập. Thế trong trường hợp mà người dùng không nhập á thì các bạn sẽ hiển thị cái thông báo bên trên. Và ngoài ra chỗ này các bạn cái phần border đó các bạn làm màu đỏ. Thì trong trường hợp mà người dùng nhập hết thông tin bấm register, ví dụ như đây ta nhập hết nè, bấm register thì cái giá trị mà người dùng vừa nhập đó, nó sẽ hiển thị bên dưới. Và nếu như người dùng tiếp tục nhập thông tin khác và bấm register thì nó sẽ xuất hiện dòng thứ hai. Đó thì cái đây là cái bài mà hôm nay các bạn sẽ thực hành. Rồi bây giờ bỏ ra một phút suy nghĩ về cái bài này và xem nó coi là mình có câu hỏi gì hay không. Dạ thầy ơi, bài này là có yêu cầu sẽ xài tới MySQL hả thầy? Quên mấy vụ đó đi, mình chưa có đụng đến database đâu. Dạ không. Cái bài này là các bạn sẽ sử dụng HTML, CSS, JavaScript để các bạn làm. Còn cái phần ở đây khi mà bấm vô đây thì mình đơn giản là mình lấy cái thông tin này mình show ra đây thôi, thì các bạn vẫn chưa có đụng đến phần database đâu.
Nếu người dùng nhập hai user giống nhau thì như thế nào? Ở đây mình bỏ qua cái phần đó luôn đi, giống nhau cũng được. Các bạn lưu ý nha, những cái này là mình chưa có đụng đến database đâu, cứ nhập đây bấm cái là nó show ở đây. Đó thì để làm được cái phần này thì các bạn cần tìm hiểu những cái phần như sau, sử dụng những cái phần như sau. Thứ nhất đó là HTML, thứ hai là CSS và thứ ba đó là JavaScript để các bạn làm. Ví dụ như các bạn sử dụng JavaScript để các bạn validate nè. Hoặc là cái phần thứ hai, người ta nhập xong, các bạn bấm vô đây thì các bạn lấy nội dung này các bạn chèn vô đây thì các bạn sẽ sử dụng JavaScript để các bạn làm. Rồi đọc đi nha, đọc yêu cầu đi, rồi chỗ nào chưa rõ thì hỏi. Thầy muốn dành cho các bạn 5 phút để các bạn QA. Sau 5 phút mà các bạn không hỏi gì thì có nghĩa rằng là các bạn đã nắm và khi đó bắt đầu mới làm. Rồi bạn Hùng hay bạn Hưng thì hỏi hay nè. Cái bài này mình cũng chưa đụng đến Serverless đâu nha các bạn. Các bạn chỉ làm những cái sử dụng những cái phần mà thầy vừa nói thôi. Ví dụ như mà cái chỗ này mà mình có xử lý việc là mình lấy thông tin mình lưu database á, thì lúc đó cái phần này là mình sẽ cần đến Serverless. Tuy nhiên ở đây là thầy nói rồi, những cái ở đây mình chưa có đụng đến database. Cho nên nói tóm lại là cái bài này các bạn cũng chưa đụng đến Serverless đâu. Sử dụng HTML, sử dụng CSS, sử dụng JavaScript. Rồi còn một phút nữa nha. Hết một phút mà các bạn không hỏi thì coi như thầy chốt. Và lưu ý những bạn mà không hỏi thì thầy hy vọng rằng là các bạn đang hiểu đúng. Khi các bạn đi làm dự án thì có cái thời gian để mà các bên ngồi lại với nhau để mà tìm hiểu yêu cầu. Thì trong cái buổi đó là các member phải cố gắng đọc hiểu và hỏi. Bạn nào mà cứ tự ý giả định ấy, thì các bạn làm, các bạn càng làm các bạn càng sai. Rồi bạn Phan Thanh Lam. Dạ thầy ơi, tại vì cái dạng HTML này á, lại có cái dạng HTML là có mình dùng cái require thầy để cái nghĩa là yêu cầu nhập vào, thì cái trường hợp này mình chỉ xét là mình nhập vào hay không nhập, hay là xét vào cái kiểu dữ liệu nó có đúng vào cái dạng ô đó hay không thầy, hay chỉ còn nhập vào thôi? Ở đây là chỉ có check input thôi. À, dạ, em cảm ơn. Nếu các bạn thực ra ở đây là có cái phần email rồi nè, các bạn xem thấy coi email này có đúng format hay không thì các bạn có thể làm thêm cái phần đó. Rồi cái phần nữa nè, cái password và cái thành password các bạn kiểm tra để coi họ nhập hai lần có giống nhau hay không. Thì đó là những cái phần mà các bạn có thể làm thêm. Thế bây giờ sẵn câu hỏi của bạn Lam, thầy nói thêm yêu cầu nha, các bạn ghi vào nha. Cái phần mà các bạn validate á, thì thứ nhất là các bạn kiểm tra xem thấy coi tất cả các trường này người dùng có nhập hay không. Không nhập lên thì các bạn la giống như cái, các bạn làm ra giao diện giống như cái hình nè, ở bên trên có cái thông báo chung như thế này. Rồi những cái chỗ nào mà người ta không nhập thì các bạn làm cái khung màu đỏ lên để mình nhấn mạnh. Thế trường hợp thứ hai, người ta nhập hết nhưng mà cái email nhập không đúng format thì lúc đó các bạn sẽ có thông báo là gì, email không đúng format. Rồi trường hợp thứ ba đó là người ta nhập cái mật khẩu hai lần không giống nhau thì các bạn cũng la luôn. Đấy thì đó là cái phần business rule á, là có ba yêu cầu như vậy. Thì các bạn ghi vào để mình bổ sung cái yêu cầu nha, ngoài cái việc mà bắt buộc nhập thì bổ sung thêm hai cái mà thầy vừa nói.
Rồi nếu như các bạn cảm thấy rõ hết rồi thì gõ chữ rõ vào để thầy biết nào. Rồi bạn My. Dạ thầy cho em hỏi là cái form ở phía bên phải á, mình khi mình dùng nhập xong rồi á, thì nó sẽ hiện thị nội dung ở cái table bên dưới chứ nó không có liên quan gì tới serverless không ạ? Đúng rồi. Đây các bạn chỉ có một cái form như thế này thôi, một cái file như thế này thôi. Click vô thì nó show bên dưới. À dạ. Vậy không có làm gì đụng với serverless. Đúng rồi, cái bài này các bạn chưa đụng đến serverless đâu, không cần dùng serverless. Dạ em cảm ơn. Ok. Rồi rõ hết rồi thì gõ rõ rồi vào cho thầy biết nào, rồi bắt đầu mình làm. Các bạn làm đến 8:30 mình giải lao. Giải lao 15 phút rồi mình quay lại. Nội dung thực hành thầy có post lên group đó các bạn, lên group Facebook đó.